Chào Thắng nhá. Bây giờ là 6 giờ 15, không làm đổ thôi con. Ngày 25 tháng 3 năm 2020 nhá. Mình bây giờ là buổi sáng sớm. Lấy cây đi con, không cái đấy bẩn. Đang có sương mù ạ. Thế hả? Ơ, đổ đi. Ê, tránh ra. Bẩn, đừng có thò đấy khai. Ê, bẩn thế mà thò vào. Mẹ được ăn đi, năm đái. Nó vừa đái xong rồi còn. Bẩn quá. Bẩn quá. Đấy. Bảo thì còn bẩn cứ đi nghịch linh tinh. Có đái được đâu, nó vừa đái rồi kéo quần lên. Hôm qua chung ở trong nhà bà thì biết cầm cầu lông về. Hôm nay anh cú nói thì biết cầm cầu lông về. Vẫn còn đấy không hay là mất đi nào rồi? Hả? Nhưng mà cầu lông ở trong có vẫn còn đấy không hay là mất rồi? Còn. Hôm qua bà có chơi không? Tôi lấy bóng đấy. Cho em Nam mượn thử một tí. Nhưng mà rút ra rút vào hay thế. Cái bắn này. Cho giấy, lấy giấy trong ngâm nước vào trong chỗ, trong ngắn lại thành quả bóng trong chỗ rồi bắn bùng bùng. Thế. Chung ở chỗ giường này, mình ở đầu giường hay cầm điện thoại mẹ ra đây nè. Mẹ, bà làm cho con bán. Nhá, bà làm cho con để con bán. Mẹ lấy cơm và cà mắm cho Nam ăn nhé. Cho cha mắm ba giây này. Dễ mà, nãy mẹ để ở đấy, mẹ để mẹ xem giờ. Có ai điện đâu, mẹ để bỏ thước cho nó. Bỏ thước thì mẹ kêu khóc. Mẹ mày. Mình ra vào phải cái máy của mẹ nhé. Anh chẳng đang làm đấy. Để mẹ. Chúng đi xuống mua mì tôm nhá. Chó. Có chó thế nào, đi bộ thì nó có thế nào. Chả ai làm gì cả. Đây. Chó. Mẹ đưa con đi chơi rất là xinh. Sao mẹ chào, sao mẹ vào lấy tiền. Bây giờ mày dậy, nó bảo là bây giờ mày dậy đi bóng hả. Nó bảo là để 10 là để 5 phút 15 giây bóng hả. Vâng. Mẹ
Hôm qua vào là cái đấy đi bắn chim. Bắn là được chim là cái đấy. Cần đến chị bắn rút cửa ra xong một phát bắn thông phát xuống một bánh mì ăn thôi, về không phải nấu.